xin kính chúc các quý khách trong tour xe đạp đêm Thăng Long Hà Nội có một chuyến tham quan trải nghiệm thật là vui vẻ và ý nghĩa. Mọi công tác chuẩn bị đã xong, bây giờ thì lên đường. Nơi xuất phát và cũng là địa điểm trải nghiệm đầu tiên của tour xe đạp đêm Thăng Long Hà Nội chính là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tại đây, du khách sẽ được tìm hiểu lịch sử Hà Nội qua những dấu tích của Thăng Long xưa. Tour xe đạp đêm Thăng Long Hà Nội không yêu cầu quá nhiều về đối tượng tham gia, chỉ cần bạn đam mê vận động và muốn cảm nhận thủ đô theo cách riêng của mình. Tôi đã sống ở Hà Nội hơn 3 năm rồi, nhưng sau khi tham gia tour xe đạp, tôi đã khám phá thêm được nhiều điều thú vị và mới mẻ. Đặc biệt, việc thăm thú Hà Nội về đêm bằng xe đạp thực sự rất tuyệt vời. Tôi rất thích. Nó sẽ có cái sự kích thích, sự tò mò của thế hệ trẻ, những người trẻ như bọn mình đối với cái lịch sử văn hóa của Hà Nội nói riêng và của cả nước mình nói chung. Khi mà mình sẽ có cái điều kiện để mình lắng nghe và để mình biết được đến cái thông tin về lịch sử của nước mình và của Hà Nội. Trên quãng đường khoảng 7 km, du khách sẽ được tìm hiểu các di tích lịch sử để cảm nhận rõ hơn về một thời thăng trầm của Thăng Long, Hà Nội. Mỗi một địa điểm dừng chân là những câu chuyện hấp dẫn và đầy ý nghĩa. Trở thành hướng dẫn viên của tour xe đạp đêm Hà Nội thì mình cảm thấy rất là tự hào và cũng rất là hạnh phúc khi mà có được cái cơ duyên trở thành một cái người mà có thể truyền tải được những cái thông điệp mà Hà Nội đêm muốn gửi tới tất cả các du khách. Xe đạp thì có một cái hình thức, đó là nó giảm thiểu cái tác động đến môi trường và đồng thời nó cũng có một hình thức thư giãn, giải trí và tốt cho sức khỏe. Đối với ban ngày thì Hà Nội rất ồn ào, vội vã, nhưng đối với ban đêm chúng ta có thể lắng đọng cảm xúc cùng với các di tích để cảm thụ được với cái Hà Nội của hiện tại và hồi tưởng về Hà Nội của quá khứ. Điểm dừng chân cuối cùng trong tour xe đạp đêm Thăng Long Hà Nội chính là phố ẩm thực Ngũ Xã, nơi mà du khách có thể được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Hà Nội trong tiết trời se se lạnh, kết thúc một chuyến tham quan thủ đô về đêm đầy ý nghĩa. Mỗi người sẽ có những cách tận hưởng Hà Nội khác nhau và có những người lựa chọn cách vi vu trên chiếc xe đạp ngắm thành phố lung linh về đêm. Hơn hết là được nhìn lại và thêm yêu một Hà Nội nghìn năm văn hiến.